Đây là nạp bon cả. Đấy, chuối bắt đầu bén rễ lên rồi. Đi đi, vai đi, vai đi, vai, vai. Đây là Aki. Thank you, thank you. Oye, patio es pequeño. A mañana patio grande. No. Ok, rồi, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Linh Philip Vlog của Sống ở Châu Phi. Hôm nay này là ngày 31 tháng 12 các bạn. Dạo này thì đang là cái dương của nghỉ lễ Noel với cả Tết. Nên là mọi người không đi làm các bạn. Mọi người nghỉ hết rồi. Còn có mấy anh em ở trong này á. Mấy anh em vừa đi xuống tận tiếp dưới kia mới lấy được mấy cái tổ muối về các bạn. Pega meta đi, cắt ta tiêu. Nào, pega. Đây, pega cái gì làm kìa. Xem cá dạo này lâu không cho ăn muối nên có còn quen không các bạn. Bởi vì ở đây nó không có muối giống như ở trong bản Shamanda. Trong bản Shamanda thì là anh em mình thường xuyên ngày nào cũng lấy muối cho cá ăn. Còn ở đây thì là nó không có muối các bạn. Không biết là cá nó còn quen để lên ăn hay nó sợ. Ở đây chắc mà tung thì phải một lúc sau mới lên. Rồi, pega a tira fora. Ngày cho ăn tổ mối thôi, bởi vì cái số lượng cá ở đây nó cũng ít các bạn. Lâu lắm rồi anh em mình cũng không đi bắt để thả thêm. Phải đến tầm 2 tháng này anh em mình không đi bắt cá rồi, bởi vì là dạo này nói chung là công việc thì ai bận cả. Và vừa là cuối năm rồi, là cái thứ hai là ngô khoai sắn nó đều vào cái tầm phải chăm sóc. Nên là không có thời gian đi. Đó. Cá bắt đầu lên rồi các bạn. Là mấy con cá chép. Đó. Đấy là mấy con đấy, cá chép các bạn. Có được mấy con thôi, nó vẫn chưa đến. Bây giờ mình tập cho nó ăn ở một góc cho nó quen. Esse salale con non no è igual come l'anno che lo son banna ne vedo. Oh. Cá chép bự to thế. Ui. Nó lớn hẳn so với lúc ở trên lớn hẳn so với lúc ở trong bản Shamanda kìa. Esse pesce è l'anno su terra qui non tengo. Sí, yo que te trocí la. Đó. Cá chép đi bây giờ nó về đây cả nó về ao mới nghe nó lớn hẳn rồi. To hẳn so với cái lúc ở trong bản trong kia rồi. Nhưng bây giờ nó có vẻ là nhát hơn, nó nổi lên nó chìm ngay, nó không giống như trong kia nữa bạn. Đó. Ở đây mà thành công nuôi mà cho nó sinh sản được thì đấy mới là thành công rồi. Còn bây giờ mà nuôi để cho nó lớn thì chắc chắn là nó đã lớn hơn rất nhiều rồi. Bây giờ chỉ có cái là không biết là nó có sinh sản ra hay không để có thể nhân rộng ra hay không. Ừ, con này to này. Đấy, con này to luôn. Nào, ese crece bem.
data mai grande. Sim, porque quando nós metemos aqui, tá bugado pequeno. Yeah, já tá grosso. Esse anda pequeno, depois quando grosso fica assim. Yeah. Pode pesar tipo 5 kg. A ver se tipo. Pode pesar até 5 kg. Yeah. Agora eu só tenho medo quando eu viajar. Você fica aqui e vai piscar tudo. Esse eu trouxe muito lá na terra, mas quando vem aqui só fica bocado. Essa pisca tá comendo. Lá na sua banda também. Já mandar filho do show para controlar tanque também, mas tá sempre piscar. É? Ó, đây chủ yếu là cá chép nó nổi lên này. Đó. Cá chép vàng rồi lẫn cá ấy nữa, cá chép ta, cá chép của Việt Nam. Nó rất là đẹp, bây giờ nó lớn. Tháng, hai tháng nữa thì nó to hẳn luôn. Đây là phía vườn ngô các bạn. Toàn bộ ngô thì cũng đã trổ cờ hết rồi. Đó, đến tận phía trên kia, toàn bộ đều đã có một màu đều trổ cờ hết rồi. Ở cái khu vực đất này thì là đợt trước ấy thì là mấy hôm ngày hôm trước mình có nói anh máy cày vào đây làm rồi. Nó giờ tạm thời sẽ phơi để cho nó chết cỏ lại. Sau khi mà cái thời gian nghỉ lễ xong thì sẽ bắt đầu làm việc. Còn phía trên cùng là như tít về cuối đất kia, ngô cũng bắt đầu lên đẹp rồi các bạn. Sẽ lên luống xong rồi, sau đó thì nghỉ lễ nghỉ Tết xong bắt đầu mới làm việc được các bạn. Ngày hôm nay thì đây là 31 rồi. Mấy anh em trong bản chị em bộ nói mình chiều nay cái thì sẽ nghỉ để về nhà các bạn. Thì về nhà thì đến thứ ba, tức là ngày mùng hai thì mấy anh em sẽ lại quay lại đây để làm việc. 31 là chủ nhật các bạn. Mai mùng 1 thì sẽ là ngày thứ hai. Thứ ba thì tất cả anh em sẽ quay lại đây để đi làm. Những ngày này hôm nay mình bị cảm xúc, bị cảm sao sốt sao mất tiếng thôi. Đây mấy cây cỏ voi mà trên quý mang sang. Giờ nó cũng lên đẹp đẹp rồi. Cái này để một thời gian nữa tốt lên thì sẽ lấy ra trồng vào sườn bờ ao cho nó mát ao rồi là với cả là nó đỡ bị lở, đỡ bị sói cái đất ở bờ ao đi. Đó, cái này sẽ để trồng bờ ao. Đây, bây giờ mấy anh em đang lên luống ở khu vực này. Sau khi mà lên luống xong, nghỉ lễ nghỉ Tết xong thì bắt đầu sẽ vào để cắt dây khoai ở đây chuyển lên đây để trồng. Cả tuần nay nó không mưa rồi các bạn. Đất nó đang rất là nắng nóng, bây giờ tạm thời chưa muốn trồng, để vài ngày tới khi nào nó mưa xong đất nó mát thì lúc đấy trồng sẽ ok hơn, đảm bảo hơn. Chứ bây giờ đất nó đang, cái đất pha cát này bây giờ nó đang nóng, đất này nó đang nóng này, cả tuần nay không mưa rồi đó, bây giờ mà rúi xuống đây mà trồng xong rồi sợ nó héo, nó dễ nó chậm phát triển. Thế nên là tạm thời sẽ dừng lại vài ngày đã, để cho mọi người nghỉ lễ nghỉ Tết ăn uống vui vẻ thoải mái đã. Sau khi nghỉ lễ nghỉ Tết xong, chờ có trận mưa đầu tiên của năm mới thì sẽ bắt đầu đi làm, sẽ bắt đầu đi cắt khoai để ra trồng khoai giống này. Nhân tiện đợt này thì mình cũng cắt luôn cái hai cái luống khoai mà lúc anh Quý mang sang cho mình ấy. Đấy là cái giống khoai lang mà mẹ mình cắt cho từ Việt Nam mang sang. Thì hiện tại bây giờ hai cái luống nó cũng tốt xun xuê rồi đó. Hai cái luống đấy thì bây giờ cắt ra thì có thể là nhân được khoảng độ 4-5 cái luống dài như thế này rồi. Mình cứ nhân dần lên. Mỗi lúc nhân lên là đầu tiên anh Quý mãi sai được có một cái bó nhỏ như thế này. Nhưng bây giờ được cắt ra thì nó được cả một ôm to như này rồi. Sẽ nhân ra để trồng khoảng
3-4 miếng dài như này. Sau khi mà nhân lấy 3-4 miếng dài như này, người lại tiếp tục cắt để nhân tiếp lên. Cố gắng là lần 1, 2, 3, 4 này, lần thứ tư là sẽ nhân thành được cả một khoảng này luôn. Cái gì đây? Hả? Hả? Đây kìa. Nó bê ga. Anh bẫy bẫy con quả này à? Ừ, tí nó vào bây giờ mà. Bình tĩnh, bình tĩnh. Spera. Depois vai cair mais. Đi xuống thăm cái ruộng lúa ấy. Hôm qua có đi qua kia có vài đạo rồi các bạn. Sang tuần thì nghỉ Tết xong rồi vào vãi nốt cái ruộng tơi luôn. Trước vào đây mình có ủ cái phân chuồng với cả vôi cái phân bò mục đấy, thì ngày hôm sau nữa đó thì mình cũng đã nói anh em đi lấy xe rùa đó. Mọi người nhìn thấy trên kia là anh em đã lấy hết rồi đó, hôm trước ủ chỗ cái xe rùa đấy, nhưng hôm nay thì đã lấy hết rồi, lấy xong đó đã đi vãi toàn bộ vào tất cả những cái ruộng này rồi. Những ruộng lúa này thì là trước khi cấy ấy, thì là mình cũng đã lấy phân bò mục rắc trước một lần rồi, có rắc NPK rồi. Sau khi cấy xong được mới cái đây 2-3 ngày ấy, thì là mình cũng đã lấy phân bò đi rắc hết một lượt toàn bộ tất cả từ trên xuống dưới đó. Không sót ruộng nào cả, chia đều ra toàn bộ cái phân bò này rồi. Nói chung là mỗi ruộng thì cũng được khoảng cái ô này nó nhỏ nhỏ thôi, hai cái xe rùa này. 2 hoặc 3 xe rùa tính tổng 2-3 lần rồi. Giờ mình cũng làm được 2-3 xe rùa rồi, rắc toàn bộ. Khi nào có thời gian rảnh rỗi thì lại đi lấy thêm một chuyến nữa. Chờ khi nào lúa lên tốt tốt ấy, thì sẽ lại đi lấy thêm vào bón thêm một lần nữa vào tất cả những cái ruộng lúa này. Bốn cái ruộng này thì là ngày hôm qua khi mình có đi rắc một chút cái lân tạm vào đây rồi, bón cái giai đoạn đầu tiên các bạn. Chờ nghỉ lễ nghỉ Tết xong thì mình sẽ vào rắc thêm lân đạm vào những cái ô này nữa. Cái ô này là những cái ô cấy sau, họ cấy sau đâu 3-4 ngày gì đấy, cho nên là bốn ruộng này sẽ vãi trước rồi bốn ruộng này sẽ vãi sau, làm theo đúng quy trình luôn, đúng trình tự luôn các bạn. Lúa cấy được 2 tuần tuổi sẽ bắt đầu đi vãi lân đạm. Có ví dụ như những cái khóm này, những cái chỗ này là những cây này là nó đã đẻ rồi này, bởi vì lúc mình cấy là nó không cấy to như này. Không cấy cây to như này, lúc cấy là chỉ có 3-4 cành thôi, và bây giờ nó đã to như này rồi. Tức là những cây này nó khỏe, nó đẹp trước rồi. Chờ một vài ngày tới khi nào anh em nghỉ lễ Tết xong vào đây. Đấy, mọi người ví dụ như chỗ này là nó đã có những cây cỏ lăn này, nó lên này. Đó, là sẽ chỗ này là sẽ đi làm cỏ và sẽ đi cào thế này. Cho anh em đi cào hết này. Cào như này thì mục đích là mình cào để kiểu như là đi sục bùn nữa bạn, sục bùn để kích thích cái bộ rễ của cây lúa nó sinh trưởng và phát triển mạnh hơn. Và cái thứ hai là có những cây cỏ như thế này, và giống như mà cái chỗ mình bảo những cỏ năn này đó, nó bắt đầu nó lên được ở giữa này là sẽ bắt đầu đi rễ luôn, đi làm cỏ luôn, vừa là làm cỏ vừa đi sục bùn. Ngày xưa ở quê thì là nhà mình có những cái nạo, gọi là cái nạo cỏ đấy, nó nhỏ nhỏ, xong rồi sẽ đi vừa đi về hàng sông này, xong rồi cứ nạo thế này để cho nó đứt cái rễ những cỏ đấy, cả nó nổi lên xong rồi gặp nắng thì nó chết ấy. Hoặc là nhà nào cẩn thận thì là mọi người sẽ đi làm bằng tay như này, cứ xòe xòe ra như này, xong rồi được đi cào thế này là mục đích là sục bùn này, kích thích cho cái bộ rễ của cây lúa nó phát triển.
lại là tiện, như gặp cái cỏ nào là sẽ nhổ luôn đó, chỉ cần cào sơ một lượt như thế thôi, không nhất thiết là phải cào mạnh tay, cào sâu làm gì cả, chỉ cần cào một lượt mỏng thôi. Tạm thời đến ngày hôm nay là như thế này là được rồi, để cho mọi người nghỉ ngơi, không làm để dụng lúa nữa các bạn. Lúa này thì một vài ngày nữa, giờ nó cũng chưa đến cái tầm để đi làm cái cỏ đấy, thế nên là sẽ nghỉ vài ngày nữa cho mấy anh em về nghỉ lễ nghỉ Tết cho thoải mái đi đã. Đây bây giờ ở ruộng này là bây giờ bắt đầu có một lớp bùn non này đó. Đây là cái đất bùn mới lúc trước là gì nhỉ, là đất pha cát nó không có này, giờ xin một thời gian sau mình kiểu như là ngày nào cũng có nước này, với cả có phân chuồng các kiểu đây nữa, nó bây giờ bắt đầu thành một lớp bùn non rồi, nó càng xuất hiện nhiều cái bùn non này hơn đó, thì như thế nó sẽ giữ được cái lượng nước nó đảm bảo hơn so với cái ruộng đất pha cát lúc đầu tiên khi mà anh em mình bắt đầu xuống giống lúa ở đây. Ok các bạn, ngày hôm nay thì mình vào trong trang trại đi thì cũng là cái ngày cuối cùng của năm 2023 rồi. Đó, thế là chị đi một vòng trên cái chỗ khu vực ao cá kia rồi về đến mấy cái ruộng lúa này chỗ hôm qua mà mình có rắc mấy lần đạm ở đấy trước. Giờ sẽ để cho anh em nghỉ ngơi để đi về. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Đó, thế nên sẽ để cho anh em về nhà nghỉ ngơi. Sau đó thì mùng 1 Tết thì bên này thì thực tế là bên này Tết nó cũng bình thường các bạn, cũng giống như ngày bình thường thôi. Ai đi làm vẫn cứ đi làm. Đó. Ví dụ làm công ăn lương, đi làm thuê thì vẫn đi làm. Còn ai đi làm xe ôm vẫn cứ đi, các cô vẫn cứ bán chợ, bán hàng ở ngoài chợ bình thường như ngày bình thường thôi, không giống như Việt Nam mình. Việt Nam mình là Tết thì mọi người sẽ nghỉ ngơi rồi bên sum vầy bên gia đình, đi chơi, đi thăm hỏi bạn bè, gia đình, hàng xóm các thứ, nhưng bên này thì không các bạn. Bên này thì chả có cái gì. Như năm ngoái mình cũng đã đi review qua một chút về Tết bên này rồi các bạn. Không có mâm cao cỗ đầy giống như Việt Nam, không có quần áo đẹp rồi không có lì xì các thứ. Đó, nhưng mà chỉ có ở Việt Nam mới có đấy thôi, còn ở bên này không có bạn, bên này hiếm lắm. Gần như là anh em mình vẫn bảo đây Tết với cả là tiệc Noel ở bên này thì chỉ dành cho những nhà giàu thôi, những nhà trên thành phố thị xã thôi. Chứ còn mọi người ở dân bản vùng sâu vùng xa như anh em mình ở đây thì cũng không có gì cả. Ok các bạn, thì rồi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình ngày hôm nay. Chào các bạn. Đi liền.